Hello, hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 5. Đình Thái xin chào cả nhà. Cảm ơn anh em thật nhiều trong những cái clip dụng cụ vừa qua. Và hôm nay Đình Thái sẽ gửi đến anh em năm mươi mấy số dụng cụ để anh em coi thử anh em nào cần thứ gì thì ủng hộ mình. Anh em cân nhắc thật nhiều vì thời điểm khó khăn. Thì, để rồi hàng mà anh em không nhận, anh em coi kỹ và cân nhắc giúp cho Đình Thái nha. Vì trong những ngày khó khăn này thì đừng để hàng quay về, anh em coi kỹ rồi chốt hàng. Vì mỗi thứ nó chỉ có một bộ thôi, chẳng hạn như là mỗi cái như vậy á, mà anh em chốt rồi mà mình gửi hàng đi anh em không nhận thì lại mất mất cái cơ hội cho người khác. Rồi mong anh em thông cảm. Rồi mà cái clip ngày hôm nay thì Đình Thái cảm ơn tất cả mọi người trong những cái clip và những cái dụng cụ mà Đình Thái đã gửi rồi cho anh em. Và anh em có những anh em đã nhận hàng, còn những anh em mới ở xa thì chưa đến thì anh em chờ thêm. Rồi hàng sẽ đến, vì mình gửi bên dịch vụ giao hàng tiết kiệm thì nó đi nhanh lắm, nên là giá của nó thì nó mắc hơn trong với lại những cái đơn vị khác. Nhưng mà được cái thì đơn hàng nó đi rất nhanh, đơn hàng nó rất nhanh. Thì trong đó thì thường thường là Đình Thái cứ chẳng hạn như là cái này đi bán 300.000 thì gửi đi cho anh em, thì chẳng hạn như thì ship về anh em hoặc là 30, 32, 35, 37.000 thì thường là cứ Đình Thái bớt đi 10.000. Thì tất nhiên là anh em không phải chịu trả ship tới 30.000 hoặc là 35.000, mà trong này Đình Thái đã giảm đi rồi, nên anh em nhận tiền trả tiền ship là chỉ có 25.000 hoặc 27.000 thôi. Đó. Anh em mà coi thử, không có cái đơn vị nào, không có cái dịch vụ nào mà gửi hàng mà đi ra khỏi tỉnh mà nó nằm dưới 30.000 cả anh em. Vì trong nội thành Sài Gòn này thì là đã 22.000 rồi. Rồi ra qua thứ Thủ Đức là 28 30.000, ra tới Bình Dương thì đó là ngoài 30.000 hết nha anh em. Còn đi Đà Nẵng hay là Quy Nhơn, Bình Định gì đó thì là cứ 35 40.000 không anh em. Hà Nội gì cũng vậy, tùy theo hàng nặng nhẹ và lớn nhỏ. Rồi mong anh em cân nhắc và ủng hộ mình. Cái đầu tiên thì Đình Thái gửi đến anh em con số 1 và con số 2 là hai cây kìm rút đi về. Con kìm này là con kìm lốt tờ 350, còn con này là cái con nó chỉ dán cái mạc Make in Japan đây thôi, mà cái mạc nó bay mất rồi. Những dòng này là dòng tên tuổi hết anh em. Hàng này là hàng Nhật, quan trọng nhất là nơi cái đầu cắt nó trong này thôi. Đó, những hàng Đình Thái bán là cứ 12 tháng sau, nếu cái nào mà hư thì anh em cứ alo Đình Thái sẽ gửi bù. Anh em yên tâm điều đó, có nghĩa là tiền của anh em vẫn còn đó nha. Đình Thái bán uy tín. Những cái gì mà nó thiếu sót trong vấn đề mà mô tả gì đó thì anh em hãy thông cảm. Anh em chỉ cần nói là Đình Thái gửi bù cho anh em thôi. Anh em không phải bận tâm tới cái vấn đề mà hàng giả hàng thật. Đây là hàng là hàng của Nhật hết nha anh em, thương hiệu Nhật hết và chất lượng của Nhật. Mình muốn cho anh em dùng thật bền, chứ không phải là mà hàng mà dùng một vài tháng mà nó hư rồi thì đó là hàng đẻo, giống như hàng Trung Quốc mà giá thì nó đắt. Nên là anh em hãy thông cảm, cứ cho mình một lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ là mình sẽ gần như là bảo hành cho anh em vậy, chứ không phải là lấy tiền của anh em mà để rồi anh em nhận được những cái thứ tào lao đất hỡi thì Đình Thái không có làm như vậy được ha. Có những cái mà gọi là mình mô tả nó bị thiếu đi thì anh em phiền phức, anh em nói thì đôi khi nó mấy chục ngàn nhưng mà là nó không hay. Đình Thái sẽ gửi bù lại cho anh em, không sao hết. Rồi cái con đầu tiên là cái con kìm router này nha ha. Nó dài nha anh em nha. Nó dài hơn so với con này một tí. Đó, anh em thấy không? Nó dài hơn một phân đó anh em ạ. Con này là 350, con này 300. Đó. Khung này là khung nhôm hết anh em nha. Còn cái cán này là cán sắt hết anh em nha. Cán sắt hết. Đó, anh em xài vĩnh viễn với cái đầu cắt của Nhật nha, không có cái chuyện mà gọi là nó cứ nháp như cái ba cái đồ tào lao ở thị trường mình đâu nha. Tào lao thị trường mình nó bán có 80.000, 100.000 cái. Nhưng mà về rồi cứ muốn quăng nó đi không à. Ok anh em. Rồi mình test nha, mình test cái 1 2 3 4 lỗ nha, 1 2 3 4 lỗ. Bây giờ mình chỉ cắt cái này thôi. Tại vì những cái dòng này là mình lấy dòng này nè, dòng phổ thông nhất là dòng 4 ly là của anh em dùng nè. Dòng 4 ly với cái dòng mà 3 ly 2 là hai cái dòng đó, hai cái ly V đó là anh em dùng việc nhà là tuyệt vời luôn nha. Mà mình gia đình mình thì chỉ dùng cái đó thôi. Cái này nó hơi bị dài nữa nha. Nó hơi bị dài thì mình cắt từ 3 tới 4 nhịp nó mới đứt được. Nha. Đó mình phải để ngược lên như vậy đó, anh em kéo ra. Rồi. Hai cái. Gãy không? Ba cái. Ba cái mà cũng chưa đứt anh em à. Đó, tại vì nó rút sâu quá anh em. Bốn cái thì nó phải đứt thôi. Anh em coi nha. Đó. Rồi anh em mở ra nè, nó tụt xuống nè. Đó. Anh em thấy chưa? 350 nha, lốt tờ.
sẽ bảo hành cho anh em luôn nha. Anh em không phải bận tâm tới vấn đề mà chất lượng của nó là dài một năm nó hư thế này thế kia, không có đâu. Hàng của Nhật là anh em xài vĩnh viễn đó anh em ạ. À. Anh em dùng việc nhà còn thợ thì là phải dùng nhiều quá thì nó phải hư thôi. Đó, quan trọng nó là hư cái đầu cắt thôi. Nhưng mà hàng Nhật thì là anh em yên tâm, lốt tờ ra ban 350 anh em nha. Đó, con này, cái con này là thế hệ mới nè anh em nè. Đó, thế hệ mới nè. Còn cái con này khác là thế hệ cũ nè. Thì nó có cái lò xo trong này ha, nó bật lên. Còn con này nó cũng có lò xo nhưng mà lò xo ở trong này. Đó, nên là cái độ nhịp của nó rất là nhẹ nha anh em. Đó, rất nhẹ. Dài hơn một chút, 350. Con này 300. Đó, con này 300. Nó có cái mạc thiết nằm đây mà rồi là nó bay mất rồi. Giờ mình test con này cho anh em coi nha. Anh em yên tâm, không phải bận tâm tới cái vấn đề mà chất lượng là phải hàng đẻo hàng giả nha. Đó, anh em mở ra như vậy thì anh em đẩy vô rồi ha. Mình thấy kéo xuống nè, một nhịp ha, đó, hai nhịp ha, ba nhịp là đứt thôi. Anh em xả ra nha, đó, nó rớt ra thôi. Mở ngược ra vậy, mở ngược cái cây này ra thì lúc đó nó mở bung cái miệng trong này ra thì cái cây này nó sẽ tự động nó tuột xuống đó. Anh em mua một lần dùng hàng của Nhật đi rồi anh em sẽ thấy là vì sao anh em phải bỏ tiền ra mua cái đồ cũ của Nhật mà xài nó đã đời như vậy. Số 2 300 ngàn nha anh em nha. Rồi qua tới combo số 3. Combo số 3 này thì là Điện Thái sẽ lấy lựa được 4 cây kìm. Anh em chờ chút để với lấy cây thước để đo cho anh em coi. Một cây kìm miệng bằng, một cây kìm miệng bằng nha. Hiệu của nó là cái thước gì không biết nữa. Nó có chữ nghĩa hết nha, đang còn khít lắm, đang còn nét lắm nha. Size này là size 185-87. Còn cái cây kìm cắt nè, cái cây kìm cắt là size 165. Size 160 anh em à, size 160. 164 chứ không 165 đâu. Rồi cái cây kìm nhọn ha, Shiki gì đây, Japan, cũng có dấu vít luôn, cũng 164 thôi. À, và cuối cùng là cái cây chuốt, kìm chuốt dây điện anh em ha, chuốt lỗ chuốt dây. À, nó lỗ nó bự lắm anh em à. Lỗ nó bự lắm. Lỗ này chắc là lỗ 3 ly 2 đó anh em. Đó. Cây này là cây của Mỹ nha anh em nhé. Cái cây kìm của chuốt này là của Mỹ nha. Nó ngắn thôi để anh em làm việc nhà, nó đa năng lắm. 155. Đó anh em coi nha, mình chuốt cái dây điện này trước là anh em coi nè. Anh em làm việc nhà thì anh em chỉ cần anh coi cái lưỡi cắt của nó nè. Đó. Của Mỹ nha anh em nha. USA nè. Rồi anh em chuốt dây nè. Cái này thì mình chuốt thô sơ thôi, gia đình thôi, đó. Rất là ngọt anh em nha. Đó, vậy ha. Để làm việc nhà, tại vì mình bán combo này là 4 cây này là 300 anh em nha. 4 cây này 300. Đó. Hàng như là hàng nét không anh em nha, nét lắm nha. Rồi mình test nè. Mình test dây điện cho anh em coi nè, ha. Răng của nó nè, răng mới nè. Đó, mình cắt nè. Đó. Ngọt lắm nha. Một cây nè ha, cây này test rồi ha, là hai ha. Rồi cây miệng nghiêng ha, điện nè, nó cũng có chút lỗ nhỏ luôn nè. Coi cây này là cán đang đẹp lắm nè. Cái cây đỏ này là cán của nó cũng còn đẹp luôn nha. Có không, nó có bị lỗ tí vậy nè, nó bị có dấu dập một chút ở chỗ này ha. Thì những cái kìm như thế này nó vứt bãi rồi thì anh em, nếu anh em làm việc nhà thì mình nghĩ chắc anh em chẳng giờ làm điện sống đâu mà sợ. Đó. Ok ha, êm lắm nha. Một cây nè ha. Hai cây nè. Đó, kìm của Nhật là tiếng kêu của nó như vậy á. Đó. Rồi chuốt dây điện nè. Đó, ok luôn nha. 300 ngàn 4 cây. 1, 2, 3 rồi. Cây thứ 4 là cây Shiki gì đây. Có dấu vít, có Japan luôn. Đây, cây kìm mở nhọn, răng của nó nè. Đẹp không? Rồi, kìm mỏ nhọn nha, kìm mỏ nhọn để anh em làm này, việc nè, uống nè, nó cắt nè, ngọt luôn nha. Đó. Rồi, cái con số 3, combo số 3, 1, 2, 3, 4 cây, 300 ngàn nha. Rồi, nhìn thấy sẽ bỏ qua, xong rồi. Tiếp tục, một cặp kìm phe nha. Cái kìm phe này là cái kìm phe nó của Nhật thì thường thường nó có một cái hãng gì đó nó làm.
nó cứ trần truồng như thế này thôi, mà nó cứ như thế này đó. Mình bán nhiều cái dòng này rồi ha. Cái cây này thì nó 170 à, 170 mm. Còn cây miệng nè, cây này thì lại ngắn anh em à, cây này có 100, chưa được 140 đâu anh em ơi. Nhỏ, cầm trong tay, lòng bàn tay à. Hai cây 200 nha. Miệng zin của nó hết nè anh em. Đó. Cây phèo trong nè. Cây phèo trong nè, đó. Bóp vô ha, bóp vô. Cây phèo ngoài nè. Em ha. Đó, hai cây 200. Đó, mã số 4 nha. 200. Rồi, tiếp tục. Mình Thái sẽ lướt 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 nhanh chút, năm mươi mấy số, quay hơn 1 tiếng là anh em ạ. Rồi tới số số 5 nha anh em nha. Cái bộ combo số 5 này là vòng miệng nha. Cây đầu tiên là số 17 nè, Yuki nè. Thép chrome nha. 350 bộ này nha. 8 cây. Rồi tới cây số 15 nè, 17 nè, 15 là bit nè. Bit nè, da băng nè. Rồi cây số 14 nè. 14 là cây số 14 nè. Đó, hàng đang còn nét lắm, sáng đó nha. Là gì đây? For gì đây không biết nữa. Đó. Số 14 nha. Rồi cây số 13 nha, là KTC nha. 13 KTC. Rồi cây số 12 là cũng là ghi gì đây? Đều for steel gì đây. Cây số 12 nha. Rồi cây số 10 nha. Cây số 10 này thì nó chỉ viết chữ chrome thôi, chứ nó không có viết cái thương hiệu lớn. Đó, chrome, thép chrome nha anh em nha. Số 10 nha. Cây số 8 này cũng vậy luôn ha, cũng giống như cây số 10. Đó, cây số 8. Rồi cây số 6. Cây số 6 này là thương hiệu của nó là Eagle ha. Eagle thép đen nha anh em. Họ cũng ghi rõ luôn, thép đen luôn nha. Nhỏ xíu nhưng mà cũng làm thép đen, da banh nó. Thép đen anh em đi, thép đen. ALLOY. Đó. Là thép đen. Rồi, mã số 6 này luôn nha. Tổng cộng là 8 cây, 2 3 4 5 6 7 7 8 cây, 3 3 rưỡi anh em nha. Từ 6 mà cho tới 17 nha, có số 15 nữa. Ok nha. Rồi, số 5 đã qua. Rồi tới số 6. Số 6 là một cái combo ha. Cảm ơn anh em thật nhiều trong những cái bộ vòng miệng. Vì những cái anh em cứ dùng 1 2 năm. Mình cho là 24 tháng đi. Dứt điểm với anh em là như vậy. Cái nào hư, cái nào tuôn gai nó làm thì anh em cứ báo cho Điện Thái, Điện Thái gỡ bù cái đó. Mình kỳ nèo với nhau từng 10 ngàn 20 ngàn tiền 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 ship, nhưng mà Điện Thái bán hàng cho anh em là phải dùng tốt nha. Tại vì người Nhật họ vứt rồi, họ dục rồi thì nó không hư được, thì anh em dùng cũng gia đình cũng không bao giờ hư được hết đó. Tại vì nó là thép đen với lại thép chrome không thôi đó, chứ không có cái loại thép, cái thép tào lao nha, thép thứ ba ở Việt Nam mình là sắt chứ không phải là thép nữa. Anh em yên tâm sử dụng thôi. Cây nào nó bị lỗi mà mình không có kiểm tra hết được trong những cái vòng miệng của nó bị ten xét như thế nào đó mà nó làm hư, anh em mở mà nó tuôn như thế này thì cứ alo cho Điện Thái, Điện Thái sẽ gửi bù cho nha. Rồi cây đầu tiên này ha, là cây thép đen đó, Japan Asahi ha, Asahi dấu dít nè, 17 19 nè ha. Cây này là cây thép đen nha, đó thép đen 17 19. Cây thứ hai là cây 14 17 ha. KTC thì thường thường nó là thép đen hết đó. Anh em coi nè, Halos nè anh em coi ta. Đó, 14 17 nha. 14 17. Rồi, kế tiếp là cây 10 cây top ha, 12 14 là thép chrome ha. Đó, thép chrome. Cũng không bao giờ hư được. Rồi, kế tiếp là cây 11 13 ha, cũng là thép chrome, nó là Asaki. 11 13 nha. Đó. Rồi cây kế tiếp là cây hit nè ha. Mình đọc có anh em gọi là hit, còn mình gọi là hiu ha, cây hiu nè ha. HIT dấu dít nè, thép chrome nha anh em. Đó, 10 12. Và cây cuối cùng là cây móc. Đó, cây móc này nó không có ghi da băng, nó có ghi default spell gì thôi, số 8 10 ha anh em. Bộ này là 6 cây. Đó, từ số 8 cho tới số 19 nha anh em nha. 350. Đó. Những hàng này nó bị hen rỉ rồi ha. Nó bị tối rồi, nó bị mờ cái nước si rồi. Có cây thì nó mờ, cây nó không. Đó. Anh em mà cẩn thận hơn một chút nữa mà để mà mua vừa được cái giá, vừa cái có cái dụng cụ anh em làm thì anh em về, mình khuyên anh em là xịt nhẹ qua, có bình sơn màu cam màu đỏ gì đó xịt phun qua cái là coi như anh em xài vĩnh viễn luôn ha. Rồi số 6 350. Rồi tới số 7. Tới số 7 là combo hai miệng anh em nha. Combo này hai miệng, hai miệng, hai miệng, hai miệng, hai miệng. Cái cây đầu tiên này là cây số 17 19 nè. Nó là thép đen rồi anh em nè. Đó, 17 19 thép đen nè. Rồi cây 14 17 nè, Japan nè, Toyota nè.
Rồi cây số 14, 17 rồi. 14, 17 rồi thì cây chết cha rồi, 14, 17 thì thiếu cây 12, 14. Rồi mình lấy cây 12, 14 bỏ vô sau anh em nha. À, 240 anh em nha. 240. 2, 4, 7 cây 240 anh em nha. 7 cây. Thiếu cây 12, 14 anh em à. Những thứ đó mình nhiều lắm. Cây 11, 13 nè. 11, 13 nè. 11, 13 nè. Gia băng nè. Đó, 11, 13 gia băng nè. 11, 13 rồi. 10, 12 này cũng tôi cho tà nè. Thép đen nè. Rồi cây cây 8, 9 nè. Cũng tôi cho tà nè. Thép chrome gia băng nè. Và cây cuối cùng là cây toner nè. Cây toner 67. Đó, 67 cũng gia băng. Cái cây này nó là tại đó, anh em để ý nè. Cái thép này nè, thép CRV nè. Đó là loại thép thứ 3. Nó xếp hàng trong dòng loại thép thứ 3. Nên là họ làm này, họ làm những cây nhỏ như thế này, ốc nhỏ mà. Đó, anh em thấy không? Gia băng hết nha. Rồi cái bộ này á, cái bộ này là cái bộ số 7 nha, 240 nha. 2 4 6 7 cây nha. 7 cây. Đó, 7 cây anh em nha. 7 cây như là có từ số 6 trở lên cho tới số 19 nha anh em dùng nha. 7 cây 240 37 201 47 208 ba mấy ngàn cây thôi, rẻ lắm. Anh em mua một lần không phải mua lại lần thứ hai đâu. Rồi tới số 8. Số 8 là cái câu cũng là một combo nữa ha. Mình để cách nó ra cho anh em dễ chốt hàng. Số 8 cũng 350 luôn nha. Nó cũng vậy anh em ha. Cũng là cây này, cũng là cây thép chrome gia banh nè, số 17, 19 nè. Thép chrome này, gia banh nè, số 17, 17. Những cây này đang là mới lắm nè. IKK cũng có dấu dít nè anh em nha, 17, 19 nè. Rồi cây 17, 14 nè, thép đen nè. 17, 14 thép đen nè. Thôi nợ gia banh nè, 17, 14 nè. Rồi cây này nè, cũng là cây móc nữa nè. Cây móc 17, 13 nè. Thép chrome nè, cây này đang sáng nè. Rồi cây 12, 14 nè, cũng là toner nè. Là toner nè anh em nè, gia banh nè. Đó, gia banh nè. Rồi cây cây cô tổ nè, giờ cũng gia banh nè, 10, 12 nè. Đó, gia băng nè. Rồi cây cuối cùng, cây 8, 10 là cây đeo nè. Cây đeo cũng là thép chrome này, gia banh nè. Đó, anh em thấy không? Mình tư vừa bán vừa tư vấn luôn. Anh em chưa biết được những cái dòng này, anh em mình cứ khuyên là cây nào mà nó bị hen rỉ một chút đó, mình không làm tới, để anh em để khoảng cỡ 1 tuần, là chẳng hạn như là nó hơn có những chỗ mà nó bị ten thì anh em chà sạch đi một chút, lau qua cái đã, anh em xịt sơ là xong. Rồi tới số 9 là một bộ combo vòng miệng nữa ha. Bộ combo vòng miệng này là 320 nha anh em nha. Bộ vòng combo vòng miệng này nó chỉ có 7 cây thôi, cây kia 8 cây, bộ kia 8 cây. Còn bộ này cũng vậy luôn ha anh em ha. Cái cây lớn nhất là cây đeo nè ha, cũng gia banh nè ha. Đó, default cái gia banh. Đeo số 17. Nó chỉ khác nhau con cái là chất lượng nó bằng nhau, nhưng mà là tùy theo cái đơn hàng đặt của mỗi hãng thôi anh em. Để số 17 nha. Rồi số 19 KTC. Số quên số 17, số 15. Số 15 ha, KTC. KTC. Thép đen. Rồi số 14 là cây default steel, số 14. Rồi cây 13 là cây túc gì đây không biết nữa, cũng dây ben luôn ha, thép đen. Rồi cây số 12 là cây Kawasaki, cũng dây ben luôn ha. Rồi cây số 10 là cây KTC luôn ha, KTC cây số 10, thép đen. Rồi cây cuối cùng là cây số 8 là cây default gì đây, default SE. Đó, tổng cộng là 8 cây nha anh em nha. 2 4 6 7 cây, bộ này 7 cây nha. Bộ này 7 cây nha, anh em lưu ý nha, 7 cây. Bộ số 9 7 cây 320. Bộ kia 8 cây 350. Rồi. Tới số 10, số 10 cảm ơn các anh thật nhiều đã ủng hộ những cái dòng mà kéo huyền thoại ha, kéo Mitsubishi, kéo cắt tôn, cắt vải, cắt đủ thứ. Đó. Cắt những cái thứ mà cứng nhựa gì anh em làm là cũng ok hết nha. Đó, mình bây giờ mình không có nhựa để mà mình test cho anh em coi nha. Đó. Mình đang ba cây thì bán cả ba rồi ha, cây này cây số 10. Mình cứ vệ sinh sạch sẽ rồi cái là mình làm không kịp đâu. Những dòng huyền thoại như thế này Mitsubishi 2.6 nha.
những cái loại kéo mà ở thị trường mình loại nào mà tốt nhất thì cũng khoảng cỡ 260 250 rồi anh em á. Và vừa to vừa nặng chưa chắc là ngon bằng thứ này ha. Và nó không có cái công năng là cắt dập. Đó, anh em lưu ý như vậy. Anh em làm việc nhà, anh em làm việc thợ thì sưu tầm con này ha, rất là bén. Mình cắt tôn ha. Tôn này là tôn mỏng thôi nha, mình không có cái tôn mà gọi là 3 dăm rưỡi. Cái tôn này là mình mua mình sửa chữa nhà còn lại thôi. Nên là nó rất ngọt ha. Nếu mà nó ngọt thì nó ngọt, nó bám nó ngọt anh em à. À, chứ không phải là từ mấy dăm đó. Tôn này là chôm 2 dăm rưỡi á. Đó, anh em thấy nó ngọt thì nó như thế này đây. Đó, anh em cắt sống dọc này ha. Sống dọc, sống dọc, sống dọc. Để cho anh em coi ha. Đó, anh em không phải suy nghĩ gì về cái vấn đề mà cái chức năng của nó. Mitsubishi là số 1 nha. Rồi ok, mình bỏ qua. Chiếc chà. Rồi ok. Mình không còn. Có cái miếng dẻ này để mình test thử luôn cho anh em coi ha. Miếng dẻ mình gấp cho nó, đôi khi nó mỏng quá mình nó cắt không được anh em nha. Em mình test cho anh em coi thử có được không? Anh em coi nè, ngọt không? Ngọt lắm nha. Đó, sẵn thể làm luôn cắt thứ gì đó, cắt ba cái dây dây ni lông hay là gì đó cũng ok luôn nha. Rồi 206 nha, số 10. Rồi Điện Thái sẽ quay kéo xịt camera lại. Mới có số 10 thôi anh em ơi, chứ chà lâu quá. Rồi tới số 11. Số 11 là một con dao cắt ống đồng anh em nha. Lâu lắm rồi, con dao này rất là bự nha, lưỡi bự lắm. Đang đẹp lắm á. Anh em thấy không? Hiệu gì đây của nó? Hiệu gì của nó nè, quá trời chữ luôn. Mình chưa có mở trong này đâu, mình không mở. Tại vì mình thấy nó trơn tru như vậy thì mình không có mở tháo chi hết anh em à. Con dao cắt ống đồng. Đó, con dao này 200 anh em nha. Đó, lưỡi này là lưỡi doa ha. Lưỡi doa đầu. Đó, em coi nha, 200, số 11, 200. Đẹp không? Khung nhôm hết anh em nha. Rồi, số 11, 200. Rồi tới số 12. Số 12 là một cái combo hai cái, một cái là một cái đục lấy dấu ha. Cây này to nha anh em nha. Cây này thân nó to lắm. Thân nó to để anh em cầm cũng dễ nữa. Một cây, hai cây. Cái cây này là cây vít nha anh em nha. Cây này là một cây để mà anh em vặn vít tự động á. Nó vừa tự động mấy in ra băng nè anh em nè. Đó. Nó là vít tự động anh em nha. Có nghĩa là anh em gạt như thế này nó kêu tóc 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 tóc. Đó, mở ra mở vô. Đó, vít nha, gạt qua. Mở. Những hàng này hàng hiếm đó nha. Những hàng này là hàng sưu tầm. Chịu khó mà tìm tòi lắm mới gặp được những cái thứ nhỏ như thế này nha. Đó. Anh em nào hay dùng nhiều về con những con vít á. Đó, bỏ vô xoay. Nhưng mà họ làm hay lắm. Họ làm trên này có một cụm nam châm rất là mạnh luôn nha. Để mình bỏ vô trong cái đầu cộng của vít á. Nên nó không bung ra được anh em ạ. Anh em coi nè. Khiếp không? Đó. Nó hít cả được một cái đục to như này luôn. Nên là anh em yên tâm ha. Bỏ vô nó không có bung ra được. Họ làm chắc chắn như vậy. Gạt qua gạt lại nha. Nè, xoay nè. Đó, gạt qua nè. Đó, lui nè. Rồi bộ này 170 anh em nha. Rồi tới số 13. 13 là combo hai cái nha anh em nha. Một cái ống phấn, cái này gọi là ống phấn nha, ống phấn của Nhật. Đó, ống phấn của Nhật. Khung này bằng nhôm hết anh em nha. Ống này bằng nhôm như là có anh em mua là dùng hết đời luôn á. Bằng nhôm thì không bao giờ bể được, rớt xuống không bể được nha. Mới là một cái cửa cắt gỗ ha. Cho anh em làm thợ mộc hay gì đó. Rồi 200 hai cái anh em nha. Bán combo 200 hai cái. Rồi số 13. Đã qua anh em nha. Rồi. Cái này là mình kéo ra kéo ra là ống phấn nha anh em nha, ống phấn. Anh em xoay lại, xoay vô nha. Kéo tay thôi nha. Rồi anh em gấp lại. Ok. Đó, hai cái 200. Đám bán combo 200 đó, hai cái đó. Rồi tới cái số 14. 14 là một cái kìm mỏ quạ 250 mm ha. Hiệu của nó là dấu vít. Hiệu của nó là dấu vít mà là Luther anh em. Răng nó đang đẹp. 220 nha, gập này 220. Với là một cái kéo cộng lực MCC. Cái kéo cộng lực MCC như này thì nó không còn mượt mà anh em coi thôi. Nó cũng có hơi dấu một tí. Nó không còn tuyệt đối 100% nha. Nó còn khoảng cỡ 90% cái phần lưỡi. Đó, Điện Thoại sẽ test cho anh em coi nha. Đó, bây giờ
mình cứ để dành cái cọng kẽm 3 ly rưỡi này nha. Cọng kẽm 3 ly rưỡi này để mình tách tách kìm cho anh em, để cho anh em hài lòng. Vì vì không có cái loại nào để mà cắt được nó hết. Kìm của nhà mình với cái lực mình không có. Gọi đây gọi là cộng lực mà nha. Rất ngọt nha. MCC da băng. Với là một cây kìm mã quả. Nhiều anh rất là cần những thứ này nha, cho cái dụng cụ gia đình. Và cái lâu lắm rồi mới có được cái mỏ quả mà nó đang còn bao bì như vậy nhá, chứ không mà nó cứ rách không ai nha, có dấu vết lốt tờ nhá. Rồi Điện Thái sẽ lấy đây là kẽm ba ly rưỡi nhá, còn đây là kẽm gia đình mình nè, kẽm dặn lan với kẽm hàng rào nè. Đó, cái thứ này là 2 ly rưỡi nè, anh em thấy á, 2 ly rưỡi nè, mình test cho anh em coi nha. Đó, anh em thấy không? Ngọt không? Đó, anh em nhìn nè. Đó, mặt trong cùng đó, nó cũng có hơi độ hở tí, có cái dấu đó, chứ nó không có khít 100% nha anh em nha. Ở trong này thì mình chuyên để mình cắt những cái cọng kẽm lớn nha. Cọng kẽm lớn như thế này ha. Cọng kẽm lớn như thế này thì mình phải bỏ sát vào trong này. Mình nấu cái lực để mình cắt được. Đó, anh em thấy không? Còn kẽm gia đình mình thì mình chỉ cần để ở ngoài này thôi ha. Ok. Rồi, 220 nha anh em nha. Cặp này 220. Số 14 220. Rồi tới số 15. Số 15 là một cặp này ha. Cái cây mỏ lết này 250 ha. Hiệu của nó là hiệu gì không biết đó, mà nó có dấu vít này ha. Nó đang còn khá mới nha. Đang còn khá mới nha. Nó còn dấu xước luôn anh em à. Da banh này anh em, thép chrome nha. Đó, đang còn khá mới. Đó. Đang còn khá mới nha anh em. Đó, cặp này cũng 220 anh em nha. Cặp này cũng 220. Cây này khỏi bàn nữa, đang còn khá mới này anh em. Đó, nó 250 mm là vì gia đình là tuyệt vời anh em nha. Dù sao nó cũng là thép da banh nè, thép chrome nè. Đó, vô dít nè. Rồi, bỏ cái này qua đi, mình test cái kéo này cho anh em coi ha. Cây này là cây hít nha. Cây này là cây hít. Đó, mình test cái cây hít này cho anh em coi ha. Nè. Anh em thấy không? Kẽm 3 ly rưỡi đó anh em. Rồi bây giờ mình test kẽm 2 ly rưỡi. Rồi cũng 220 luôn nha anh em nha. Có cái dụng cụ để cho làm việc gia đình. Mình không có ngại đâu nha. Không có ngại phải để làm việc đâu vì nó có dụng cụ rồi. Anh em lấy ra cắt kẽm rẹt là xong. Rồi, số 15 đã qua. Cũng 220. Rồi thứ số 16 là cái kìm kẹp ống ha, kẹp ống lon. Cái kìm kẹp nóng ha, 130 anh em nha. Cây trước nó còn một cái mạc, tem mạc ở đây. Còn cây này thì nó không còn cái tem mạc anh em à. Đó. Đang còn khá mới anh em. Đó. Hàng họ cũng dùng xà lướt qua rồi. Nhưng đang khá mới. Cây này 130 anh em nha. Đó. Số 16. Rồi tới số 17. Số 17 là cây này nè. Cái cây vít xoay này nè, cây đằng khá mới nè. Còn cây này á, thì nó không có cái hộp, nó không có cái lon để nó đựng anh em à. Nó chỉ con ốc bắt để dùng bước là xoay trong này thôi. Đó, một đầu cộng một đầu trừ ha. Anh em chỉ cần hai cái này thôi ha. Đó. Còn hiệu của nó là hiệu đây nè, chẳng biết nó là gì hết. Đó, đây là lui nè. Đó, anh em thấy không? Rồi anh em lấn vô giữa một chút nè, nó ba nấc mà. Để anh em tháo cái đầu này ra ha. Rút cái đầu này ra là anh em tuột xuống, nó giống như cái bình hơi vậy anh em. Bình hơi đó, anh em coi ha. Đó, anh em thả ra, nó hết tuột ra ha. Anh em xoay thôi ha. Rồi em gạt xuống rồi để vặn vít vô. Anh em thay mũi ha, một cái cộng một cái trừ. 17 anh em nha, cây này đang khá mới này nha. Khá đẹp. Rồi, số 17 anh em nha. 17. Rồi số 18 là một cái dụng cụ để anh em mở lon lon bia, lon nước ngọt, lon gì đó, lon sữa. Đó. Đây là hàng này là hàng Cork nữa ha. Hàng này nó giống như thế là nó là cũng là hàng Nhật đó nha. Nó là hàng Nhật nhưng mà nó là mẫu mã của nó hình như của Đức hay gì đó. Cái tên này thấy nó là lạ. Đó. Mà mình chỉ bán những cái dòng này thôi vì cái lưỡi cắt nó rất là bén, rất là bền nha anh em nha. 120.000 nha anh em nha. Anh em coi này ha. Rồi anh em cho vào trong cái lon sữa này ha. Cho lon sữa. Anh em để vô nha.
Anh em mình gài nó vô như thế này. Rồi, anh em bấm xuống nha. Nó kêu nè. Đó, nó cắt đứt á. Nó cắt đứt cái phần nắp á. Đó, anh em xoay á, xoay. Đó, bực. Rồi, cắt tiếp luôn nha. Cắt tiếp luôn. Cắt tiếp luôn. Đó. $120.000 nha anh em nha. Số 18. Rồi số 19. Số 19 là một cái molex, cái cà lê, cái gì đó, cái molex. Cái molex răng này á là để dùng cho anh em chuyên thở, chuyên thở ống nước. Thở ống nước, thở labobo á. Cái này để gài mở những cái con ốc nhựa, những con ốc to anh em ạ. Đó. $130.000 nha anh em nha, Japan. Hiệu của nó chùm lum đây nè, ba chữ Nhật này, nó đóng ba chữ Nhật, còn bên này nó đóng chữ Japan đó. Anh em nào mà làm thợ nha, dùng cho thợ, anh em làm việc nhà cũng được, mà anh nào biết để mà sửa những cái bồn cầu gì đó, nó thường thường nó hay mở đó, nó to như vậy là để nó mở những con ốc lớn lớn như vậy đó nha. Đó, $130.000. Rồi Điện Thái sẽ tiếp tục kéo lại camera. Đây là cái số điện thoại của mình nha. Anh em sẽ tiện theo dõi để nhìn rõ, để theo dõi rồi gọi alo cho mình nha. 0903588867. Rồi tới số 20 đã qua rồi nha. Quên số 19 đã qua rồi, tới số 20. Đây là một cái kìm cốt. Kìm cốt này là của hãng Mirugo gì đó không biết đó. Nó là mặt veo anh em ạ. Nó là mặt veo. Nó là mặt veo dấu vít nha. Dấu vít chìm nha anh em nha. Đang khá mới nè. 201 nha anh em nhé, 201 đó, anh em bóp lại như vậy đó. Cái đầu nhỏ nhất của nó là 1.25 anh em nhé, cái đầu lớn nhất của nó là 8, nó có 4 đầu nha đó. Anh em mở ra hết như vậy rồi anh em bóp vô thôi, bóp vô, bóp vô, bóp vô, bóp vô, bóp vô, rồi lắc lại, lắc xuống như vậy ha anh em, lắc xuống hết nó kiểu tóc rồi anh em mới xả ra được. Rồi 201 anh em nha, hai mặt nó đang khá mới nè, 201. Rồi số 21 là cái con lốt tờ 203, nó dài hơn một chút anh em coi nè. Đó, dài hơn một phần, để mình lấy thước mình đo cho. Cái con mọc veo này, con mọc veo này nó dài 27 anh em nha, còn cái con lốt tờ này nó dài 28 một phần nha anh em nha. Nó cũng vậy, cũng dấu vết âm chìm nha anh em nha, nó dấu vết chìm á. Con tôm rất đẹp, nó cũng là 1.25 luôn, từ cái size nhỏ nhất của nó đó, anh em ạ. À. Cho tới 8. Đó, anh em bóp hết cho mình mới xả ra được. Đó, anh em xả xuống, bóp xuống. Đó, anh em thấy không? Đó, kêu tóc là anh em mới xả ra được nha. Lốt tờ nha anh em nha. Rồi con này 230 anh em nha. Số 21. Rồi tới số 22. 22. Là hai cây bấy lốt, một cây ngắn một cây dài anh em ạ. Một cây dài là 42, còn một cây ngắn là 35. Đó, hai cây ha, bằng thép đen hết anh em nhé, bằng thép đen hết. Đây nè, thép đen hết anh em nha, thép đen hết. Đó, hai cây bấy đầu đang còn đẹp nè. Đó, đầu bấy nè, đầu nậy nè, đầu bấy nè đang đẹp nha. Rồi 207 anh em nhé, cặp này 207. Rồi tới số 23, 22 đã qua rồi, tới số 23. 23 thì giờ tới đây mình cho anh em coi cái bộ đá này luôn nha. Anh em hỏi đá nhiều nhưng mà rồi mình đá này đá đỏ nha, đá thương hiệu của mắt. Nó là mắt 2000. Là cái độ mịn của nó 2000 đó anh em. Cái đường kính này là 170 nha. Đó. Có nghĩa là họ dùng nó đã mòn mất rồi anh em, nó mòn hết 3 phân rồi đó. Còn lại 170 thôi, 170, còn độ dày của nó là 1 phân anh em ha, 10mm. Đó anh em coi ha. Đó, 240 một viên nha anh em nha. Số 57, 240. Số 58 cũng là 240, anh nào lấy viên nào lấy. Còn cái sơ mi của nó thì là mình sẽ, anh em mua, mình sẽ bỏ kèm sơ mi nha. Sơ mi nhựa của nó, bỏ vô cho anh em về bỏ vào trong cái trục chục 12, chục 14 gì đó anh em bỏ vô là y chang luôn ha. Đó, 240 một viên anh em nha.
224, số 57 224. Đó, nó là 170 nha. Đường kính nó là 170, nó dày 10. Đó. Rồi. Mình lướt qua cái này nha. À, rồi tới số 23 nha anh em nha. Số 23 là một cặp bào anh em. Cặp bào đẹp anh em nè. Cặp bào 208. Một cái nhỏ, một cái lớn để anh em làm việc nhà nha. Đang bào đang khá đẹp. Còn cái lưỡi của nó là mình chỉ làm sạch thôi nha. Còn cái lưỡi đó anh em coi nè, nó hơi dâm nè, anh em về mài lại. Mình không mài nữa. Vì anh em nói là không biết mài sẽ làm hư lưỡi này kia nọ. Người Nhật họ làm nó không phải như là miếng thép của Việt Nam mình, là cái miếng nhíp họ nung lên mà để mà nó già đâu anh em à. Để mà nó non đâu. Họ làm là họ đắp một cái lớp chất liệu thép, chứ không phải là một cái miếng nhíp mà như Việt Nam mình gò ra rồi nung lên ha. Là anh em sợ. Anh em phải lưu ý, dùng hàng Nhật thì anh em phải biết như vậy. Có nghĩa là họ đắp một cái hợp kim thép lên trên đó. Mà mình có mài hay là gì đó thì nó chỉ nóng lên thôi, nó không có làm biến dạng được anh em nha. Nó không có biến dạng được, ngoại trừ khi nào mà mình làm đỏ lên thì nó mới biến dạng thôi ha. Chứ còn mình chà nóng lên thì nó cũng không đến nỗi mà gọi là để mà nó làm biến dạng cái chất thép đâu nha. Đó, một cặp này 28 anh em nha. Đó, anh em về gọi là mài lại nha, tút lại lưỡi nè. Cái này lưỡi này đang hơi bằng. Còn lưỡi này nó hơi dâm nè, anh em thấy không? Đó, mình làm một tí là xong thôi. Đó, mình bỏ lên cái miếng dí nháp mình để chạy qua cái là nó bằng thôi. Nhưng mà mình không có làm nữa, mình để vậy để cho anh em thấy. Đó, anh em nói rằng để em về anh em làm thì đồng ý đi, có người làm được, có người không làm được, nhưng mà rồi mình cũng không biết nói sao cho nên mà vừa làm hết được ha. Cả dàn đục cũng vậy nữa. Đó. Để mà đục mà nó về nó cứ dăm dăm như vậy anh em sẽ không mua, mà mình làm lại thì anh em lại chê nó là sẽ non này kia nọ. Anh em phải biết là cái đồ Nhật là nó làm bằng thép đắp nha. Chất liệu thép đắp chứ không phải là một miếng nhíp như Việt Nam mình đâu mà anh em lo lắng. Anh em dùng mãi mãi luôn á, dùng khi nào mà nó không còn dùng được nữa thì thôi. Có thể là anh em có thể sang tên cũng được nữa. Rồi, cái bộ này là 28 anh em nha. Số 23. Rồi, cái một cái lẻ nè. Cái bào nhỏ thì hiếm lắm anh em à, cái bào lớn thì nhiều hơn. Cây này con này 108 anh em nha. Đang khá đẹp nè, đang khá mới nè. Đó, lưỡi của nó nè anh em thấy không? Anh em về mà lại thôi, mình lấy ra mình vệ sinh sạch sẽ thôi. Còn cái là bộ lưỡi của nó thì đẹp lắm, giá trị lắm. Chữ đẹp lắm. Cái nào cũng vậy anh em à. Chữ đẹp lắm. Anh em thấy không? Cái này nó ba chữ luôn. Còn cái này chỉ có một chữ hoa, chữ to thôi. Đó. Từng theo hãng của nó làm anh em à. Đẹp lắm. 108 nha. Số 24 108. Số 23 208. Rồi. Tới bộ combo số 25. 25 này là bộ đục ha, bộ đục 5 cây. À, bộ đục 5 cây, cái cây lớn nhất là 3 phân anh em nha. Và cái cây nhỏ nhất nó là 3 ly. Đó. 3 ly 9 ly, 1 phân 2, 1 phân rưỡi. Đó, 5 cây. Nhưng mà cái cây mà 3 phân này nè. Anh em coi nè, cái cán của nó anh em về phải thay cán thôi. Mua cái cán mấy chục ngàn đó anh em à. Nên mình bán nó xuống 250 anh em nha. 250 5 cây. Đó, bốn cái này đằng đẹp. Đó. Đầu khuya cái này không cán nó bị nứt. Cán nó bị hư đi. Anh em về phải mua cái cán mấy ngàn, 6 ngàn gì đó anh em bỏ vô ha. Tại vì nó có trong này, anh em gõ ra là nó có cái chân của nó ha. Rồi cái cán thì người ta đã làm sẵn rồi. Anh em về chỉ việc to nhỏ anh em khoan cho nó to hơn tí rồi đút vô gõ xuống là xong thôi. 250 nha, số 25, bộ này 250. Anh em coi lại cái dàn lưỡi nè. Đó. Hàng đang đẹp lắm á. Vì cái người Nhật họ làm á là họ đắp một khoảng 3 ly. 3 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly một cái chất thép như này á, đắp một miếng thép này luôn. Chất liệu thép anh em coi nè, sống thép này. Thì anh em mài dùng khi nào nó hết thì thôi. Cột vô tới đây luôn, đó. Vô tới đây luôn, khi nào anh em chán thì anh em vứt thôi. Ha. Đó, vô thấu đây luôn anh em. Dùng hết đời luôn anh em. Rồi, bộ này 250 anh em nha, 5 cây. Rồi, tới số bộ số 26. 26 là hai cái dũa anh em nha. Hai cái dũa cho thợ mộc. Cái dũa này dũa tròn nè anh em. Dũa tròn, còn cái dũa này là cái dũa tròn mà dũa mịn nè. Còn cái dũa này dũa phá nè anh em. Dũa phá, bên mặt này là mặt mịn nha. Mặt mịn nhưng mà cái này mịn hơn nữa nè. Đó, gắn combo cho nó. Cái dũa phá này nè, nó dài tới 35 phân nha. Còn cái dũa tròn này nó dài 32 phân. Đó, đằng khá đẹp ha. Cặp này 160 anh em nha.
cập này chăm sóc, anh làm hay làm việc nhà để cần là có cái gì quậy phá. Rồi tới giờ số 27, 27 là 27, anh em coi ha, một cái đục ha, nó cũng bị nứt cán lại anh em, nó nứt cán là 140 anh em nha, lưỡi nó còn khá dài, lưỡi của nó còn lại khoảng cỡ, lưỡi của nó là mình đo là 8,5 anh em nha, dài 8,5 cái phần lưỡi không á, còn bề ngang của nó là 4,2. Đó, anh em về dùng đi, là nếu mà nó nứt luôn thì anh em chọn cái cán khác vô thôi, anh em làm thợ mộc mà dễ òm. Rồi nó có khuyên của nó đây rồi nha. Rồi số 27 140. Rồi tới số 28, 28 là cái kéo nhập anh em nha, đang khá mới này anh em nè, dài á, lưỡi nó dài lắm, lưỡi nó dài như lưỡi Việt Nam mình vậy á, 180 nha, từ con ốc này ra tới đầu lưỡi là 180, gần 2 tấc anh em. Còn tổng chiều dài của kéo là 68 nha anh em, gần 70 phân đó, họ ghi là lưỡi 180 nè, tem mạc đầy đủ hết nha, 200 200 anh em nha, 200 lưỡi này bao bén luôn anh em nha, bén lắm, bén lắm nha. Mình quên lấy cái tờ giấy để mình test cho anh em coi rồi, nhưng mà lưỡi này là lưỡi bao bén luôn anh em, làm những cái lưỡi kéo cắt vải luôn anh em, mà anh coi dập luôn ở trong này, lõm ở trong này nha. Mình test kéo cho anh em coi này, coi một tí cho nó sướng, cho nó sướng mắt anh em coi này, nhẹ thôi, ngọt lắm, 200 anh em nha. Số 28 rồi tới số 29 nè, là một cái kéo cắt cỏ nè, cũng là Japan hết cho anh em nha, không có Japan, Satoben, tại vì cái hãng này mình chỉ lấy cái hãng này thôi, hãng này nha, hãng này là hàng hiệu nha, hàng hiệu anh em à, nó xoay nha anh em coi nó xoay. Ủa sao cứng vậy, ngày hôm qua làm ngon mà sao này hôm nay sao lại cứng vậy ta. Ủa cứng cái gì ra, cứng cái gì mà xoay sao nó cứng vậy ta. Cấn cái gì à, cấn cái gì ta, cấn cái gì thì như sau, ngày hôm qua xoay ngon mà sau này vặn ốc làm sao nè, hơi nghiêng lại nha. Đó, một nấc này, một nấc, hai nấc này, rồi ba nấc này, ba nấc đó, anh em coi nha. Đó, xoay này. Cái kéo này đằng khá mới nha, nên là cái độ bót của nó, cái độ mà người ta ít dùng anh em à, đó, anh em coi nha. Người ta ít dùng nên từ đó mình đang hơi bóp anh em nha. Mình sẽ test kéo cho anh em coi. Anh em coi bén lắm nè. Để bằng lại nha. Anh em cắt cỏ nè. Em gạt là gài lại ha, anh em thấy không, đẹp không, hàng đang khá mới nha. Rồi con này 180 anh em nha. Rồi số 29, số 29 180 ngàn anh em nha. Rồi tới số 30, cặp bay vườn này nha, nè da banh nè, còn cái này là bằng inox sao anh em à, mà rất là dày nha, dày mà nặng lắm, dày mà nặng lắm, nó còn dày hơn cả cái bay thợ hồ nữa anh em, dày lắm nha, 140 hai cái nha anh em nha, anh em mua cái này dùng hết đời luôn nha, dùng hết đời, còn anh em đồ Nhật người ta làm này. Dễ sợ, đóng mặt dưới đây luôn ha, chữ dưới đây Japan luôn dưới này, 140 nha, cặp bay vườn là 140. Rồi số 30 đã qua, rồi tới số 31, 31 là một cái combo năm móc nha anh em nha, năm móc cho thợ leo trèo đó, anh em nhìn coi hàng đang là đẹp lắm nha, năm cái 200 ngàn nha anh em nha, cái này khủng bố lắm nè anh em nè, cái này dùng cho chuyên dụng như gì đó anh em, mà anh em kéo xuống là anh em mới xoay được anh em, mà anh em kéo xuống à, kéo lên như quay xoay qua nha anh em, kéo lên nè, xoay qua nè mới mới mở được nó.
Đó, khi nó đóng vô rồi đó, là mình không có mở ra được đâu nha. Nó đóng rồi là mình không có mở được đâu. Đó. Anh em phải kéo lên, anh em xoay qua, đẩy vô thì mới mở được nó. Đó. Nó làm để làm chim nữa. Nó khóa tới 1 2 2 nấc hả? Bảo hộ tới 2 nấc. Còn cái này thì chỉ có mở ra thôi. Đó, mở ra thôi. Cái này cũng mở ra thôi. Cái này cũng mở ra thôi. Rồi cái này thì lại mở ra nhưng mà phải vặn ốc 5 cái ha, từ lớn từ bé lớn 200 anh em nha. Số 31 200 nha, 5 cái. Rồi. Tới số 30 mấy rồi. Ủa? Tại sao là 31? Trời ơi là trời ơi, chết rồi, ghi lộn số mất rồi. À, 31 mới có 31 à. 31 thì cái này phải là 32 chứ tại sao nó lại ra tùm lum vậy trời. 31. Giờ mình phải vừa làm mà lại vừa sửa nó rồi anh em ơi. 31. Đúng rồi. Mới có tới số 31 à. Anh em chờ chút. Mất công ghê, mất công ghê. 32. Số này là 32 chứ không phải là 36, mình bị lộn mấy mấy số luôn rồi. Số 32 360.000. Số 32 nha. Một cặp cảo ép nha, 80 dài 20. À, Japan này. Hàng đang khá mới nha. 360 180 một cây ra anh em à. Hàng này là hàng nồi hết nha anh em nha. Cặp này đang khá sáng nè anh em nè, 360 nha anh em nha. Đó, nó là 80 dài 200. Đó. ARM Japan. 80 dài 200. Anh em nhìn nhìn thấy cái hàng mà nó đã hàng nhập không? Rồi, số 32, 36. Rồi, tới số 33 là 250 mm, 80 200 mm. Mình phải sửa mất công một thời gian lâu quá. Ba mươi ba là một cái cây 250 dài 8 sâu 80 này nha. Nó bị bung mạc mất rồi, cái thứ này nó bung mạc mất rồi anh em ạ. Em coi này, bót lắm nha. Còn cây này là cây top nha anh em nha. Cây top nó cũng 80 ha. 80 sâu 80 dài 250. Đó, anh em coi ha. Cặp này 400 anh em nha. Cặp này 400. Cặp 250 này 400. Cặp 200 là 360. Rồi cặp 300 mm này á, 300 mm này này đóng chữ luôn, cũng 80 dài 300 nha anh em nha. Sâu 80 dài 300 mm. Đó, anh em coi nha. Hàng đẹp không? Hàng Nhật hết nha. Có chữ Nhật đó, anh em coi nè. Đẩy lên nha. Khóa lại nè. Cứng ngắc anh em ha. Vuông. Đây cũng vậy ha. Kéo xuống ha. Đẩy lên nha, khóa vô buồn nha. Rồi cặp số 34 này là 440 anh em nha. Cặp số 34 này, cặp số 34 này là anh em coi nè. Cặp số 34 này là 440 anh em nha, 440. Số 34 dài 300 mm đó anh em. Ok nha, số 34. Rồi tới số 35. Tới số 35 là một cây cảo lớn nha, một cây cảo to. Mình sửa đã. Số 35. Số
Số 35 nha anh em. Số 35 là một cái cây chảo lớn, một cây chảo nặng nha. Nó nặng khoảng cỡ 1 ký mấy, 1 ký tư đó. Nó nặng khoảng 1 ký tư, 1 ký rưỡi anh em à. Nó là 120 nè. Nó dài 220 nè, đó, ghi thông số của nó nè. Hiệu của nó là San Kỳ này nha. Đó. Anh nào đang cần cái độ ngậm sâu nè, ủng hộ cây này 350 anh em nha. Số 35 350. Thương hiệu San Kỳ. Rất cứng, rất bóp nha anh em. À, to nặng nha anh em nha, 350. Nó còn này 350 nha, số 35 350. Rồi, tới số 36. Số 36, 36. Số 36 là một cái lưỡi dao anh em nha. Số 36, 36 mình viết lại cho nó dễ nhớ đi. 36, một cái lưỡi dao 220 anh em nha. À, 36, 36, một cái lưỡi dao. Một cái lưỡi dao mà để cho anh em làm việc nha. Về anh em chỉ việc tra cán vô thôi ha. Bản của nó là 5/2 nha, lớn nhất là 5/2. Nó có 1, 2, 3, 4 chữ nha anh em. Đó, dài 20 nha. Cái phần lưỡi không là dài 20. Còn tổng chiều dài của nó là tới 29 nha anh em. Đó, còn mặt của nó là mặt này là mặt đứng nè. Mặt đứng nè, mặt nghiêng nè. Anh em thấy không? Rồi, số 36, 220 anh em nha. Rồi, tới số 37. Chích chà. Số 37 anh em ơi, số 37 là một cặp taro á. Nhưng mà cái cây này nó hình như không phải là cây taro trong sao anh em, nó là một cái cây gì đó mà mình không, thôi thường là giờ lỡ đăng rồi. Cái này là cái chân 7 luôn anh em à. Cái chân vuông 7 anh em à. Còn cái đầu này thì là cái đầu răng. Cái này là gai trong rồi thì không nói nè. Cái này gai trong rồi nè thì cái bộ này thì không nói. Còn cái chân này nè, số 37, 150 nha anh em. À, không biết là cái chân này chân 7 luôn anh em à. À, anh em coi cân nhắc chút mình nha. Rồi số 37, 150. Rồi tới số 38. 38 là 208 anh em nha. Số 38. Số 38. Số 38 là một cái gai trong, một cái gai ngoài anh em ha. Đó, đây là một cái gai trong nè. Một cái gai trong nè, một cái gai trong dài 26 phân, một cái gai ngoài là 29 phân. Một cặp này đi. Đó, anh em coi nha. Cái này thì khỏi bàn rồi ha, không phải coi nhiều về phần này. Lần mới lắm nè, chén của nó. Còn cái thằng này nè. Đó. Anh em coi ha. Nó xài lướt rồi anh em ha. Đó, anh em cho vô, cho mũi vô ha, vặn lại rồi xoay. Đó, làm việc phá vách rồi. Cái bộ này anh em nhé, 280 ngàn. Rồi tới số 39. Số 39, 39 là một cái cưa góc ha. Cái cưa góc hẹp anh em nha, 120. Hiệu của nó là xích chì bằng nhôm hết anh em nha. Số 39 nè. Thương hiệu của nó là xích chì, nó khung nó bằng nhôm hết anh em à. Là anh em nào mua cây này là dùng hết đời luôn. Không bao giờ hư được nữa, không hư nó nữa. Ok anh em nha. Cây này 120, 39. Rồi tới số 40. 40 là một cái 40. 40 là 130 ngàn. Đó là đăng, hàng này là hàng đang còn mới nha, chưa sử dụng nè. Đây là một cái mũi hợp kim anh em, để tiện gỗ cho anh em nào mà tiện gỗ đó. Đó, hàng này chưa sử dụng nè, đang mới luôn, hợp kim nè. Nó dài nha anh em nha, nó dài, đang còn tem mạ nhật đây, dài 26 phân anh em coi ha. Đó, mũi này hợp kim nè, đang còn bén ngót, chưa sử dụng đâu. 130 nha, số 40, 130.
Rồi tới số 41. 41 là một cái cần, cái cần tiếp anh em ha. Cần này là cần lực đi. Cái cần gọi là cần gì không biết nữa. Đó, hiệu của nó là Matalo anh em nha. Matalo đầu 1/2. 150 nha anh em nha. Để anh em siết siết ha. Đó. Nó dài 28 phân. Trong này nó có cái lỗ để mình gài bỏ qua, đút cái cây qua để mà mình làm việc gì đó nó không biết nữa. Số 41, 150 nha anh em nha. Rồi tới số 42. 42 là một cái cây automatic. Bút cây automatic của toner ha, hàng đang còn cứng lắm anh em. Đẹp nha. Đó, automatic đầu 1/2 luôn, 200.000 nha. Đang còn cứng lắm, đầu đang cứng. Gạt qua gạt lại nha. Rồi số 42 200.000. Rồi tới số 43. 43 là một cây nối và một cây lắc léo. 43 140 nha. Một cái đầu nối với một cái đầu lắc léo, hai cái nó đi combo thế này. Cái đầu lắc léo này á là nó là cái thương hiệu của nó là Kyoto. Kyoto dấu dít nhưng mà nó là cai. Nó là cái thương hiệu này nè, anh coi nè, SMC. Đây là cái này nè. Cái từ này nè anh em nè, đó. Là hàng không bán đó. Nó giống như là gọi là hàng không bán nha. Không bán ra nước ngoài, nội địa Nhật. Đó, SMC. Hàng này sản xuất dùng nội địa. Còn cái cần tiếp này là KTC nha, đầu 1/2 hết. Đó. Thì cho anh em lắc léo này ha, đủ mọi hướng hết. Đó. Một cái câu nối á. Rồi. Số 43. Số 43 là 140.000. Rồi. Tới số 44. 44. 44 là một cái cây nối với một cây trượt. Đó. Cái cây nối này á, cây nối tiếp này cũng là đầu 1/2 luôn anh em. Nó là cái thương hiệu gì đây? Coken gì đây, Japan. Hàng này đằng mới. Còn cái cây trượt này thì nó dính như thế này đâu, mình không, cây trượt này nó không có chữ anh em à. Cái cây trượt này đó, nó dính theo cái bộ như thế này đó. Bộ này một cái cây cần trượt với là một cái nối này là 150 anh em nha. Số 44 anh em lưu ý nha, anh nào đang cần thì số 44 nha, 150. Rồi tới số 45, nhìn thấy kéo xịt lại nha. 45 chắc hết rồi. 45 là một cái cây cần 3/8 anh em ha. Cây này là cây 3/8 ha, phải không anh em? 1/2 3/8 đúng rồi đó. Cây này là cây KTC ha, 3/8 anh em ha, 9,5 ly nè. Đó, 3/8 KTC. Cũng là cần lực luôn ha, để anh em siết. Siết cái cần automatic nó không yếu thì cho cái này vô ha. 120 nha. Rồi, tới một cây T ha. Cái cây T này thì là đúng ra mình thấy nó hơi độc nên mình lấy nè, số 16 anh em. Anh nào xài ốc Mỹ, ốc Nhật, ốc Mỹ, ốc gì đó mà có số 16 thì cây T này nhá. Amok ha, Japan. Nó không có đóng chữ Japan nhưng mà cái hiệu này Amok anh em ha. Nó chuyên làm T, mình bán T nhiều mình biết. Số 16 ha, anh nào cần cây 16 nè, mình lấy được hai cây. Có những hàng độc mà nhiều, có nhiều anh em sửa máy hàng Nhật với lại hàng Mỹ thì cần 16, 15, 18 nha. Đó. Số 50, số 45 rồi ha. Cái cây T này là số 45. Cây T này số 45 anh em nha, 120. Cây cần lực KTC á. 45, cây này là 46 anh em nha. Bị lộn số. 46 nha, cây T số 16 nè. Nó 16 nha. Đó. Hàng Mỹ, hàng Nhật mới có cái con số 16 này. Hàng chổi anh em à. 100.000. Rồi, tới số 47. 47 ha, là một cái cây, một cái ống nhớt ha. À, một cây ống nhớt anh em nha, một cây bơm ống nhớt. Cây ống nhớt này là nó là đây nè, hàng là còn mới lắm mà trong này thì nó lại không có nhớt anh em à. Đó.
trăm tư anh em nha, vậy anh em bỏ nhớt mua mấy chục ngàn tiền nhớt bỏ vô nha, hàng đang còn khá mới anh em ơi, mở ra cho anh em coi nè, trăm tư nha anh em nha, về mua anh coi nè, ron này, ron của nó này. Đang còn khớp mới luôn rồi nha, cây này nhỏ này trăm tư. Cái bơm của nó này mình kéo ra này. Đó mình cho nhớt vô này để nó như thế này đây, rồi nó tự động nó điều tiết cho mình để mình kích cái này lên bơm xuống ha, nó xịt ra. Rồi số 47 trăm tư anh em nha. Rồi còn lại mấy số nữa mà mấy hai con ba lăng với lại bốn ba bút sợi dây bảo hộ nữa anh em à. Bốn bảy rồi, bây giờ tới số 48. 48 giờ mình phải sửa lại hết nha. Số 48 này. Cái này là 49 nè. Cây này là 5 sợi sợi này là 50 nè. Sợi này 50 là 320 nè. 50 nè. Rồi, ba sợi. Mình nói tiếp ba sợi đi đã. Rồi. Tới số 48 nha. 48 là một cái sợi dây bảo hộ nha. Đó, dây đơn thôi, dây thường thôi anh em nè. Đó, hàng đang còn khá đẹp nè. Để anh em nào mà về leo trèo gì đó lên thang, có một cái để mà mình ngoắc vô cái gì đó cho nó an tâm ha, đeo vô thôi. Đó. Nó là thương hiệu gì đây? Tokyo gì đây? Toyobex. Còn trên cái móc của nó là nó cũng ghi chữ gì đây, hàng Nhật hết anh em nha. Đó. Tem mạc dấu vít nè, gớm luôn, anh em thấy không? Rồi cái sợi này 190 anh em nha. Sợi này 190, anh em về đeo vô trong người rồi móc nó vô rồi anh em làm việc an tâm hơn nha. Nó trèo lên thang gì đó. Rồi một cây sợi này 190, còn sợi này là 220 nha anh em nha. Sợi này nó cũng vậy luôn, sợi này thì nó lại có thêm cái túi để anh em bỏ cái ốc vít cái gì đó nữa, là 220 nha anh em nha. Nó cũng giống nhau hết anh em. Cái sợi này là nó là hiệu gì đây? Toyo Santel gì đây? Đó, anh em bóp cái này đi. Phải bóp cái này xuống nè, bóp cái này xuống này, rồi anh em mới mở được. Thả ra. Vời thì nó không vào được đâu nha, phải bóp cái này, để cái này vô. Đó, dây của nó đang khá đẹp. Đó. Còn dây này cũng vậy luôn. Dây này cũng còn khá đẹp luôn nè, đó. Lem luốc tí sơn thôi. Đó, anh em coi, nó còn cái túi nữa, 220 anh em nha. Đó, em coi nè, tô nè, tô vô nè. Tem mặt đang còn nha anh em nha. Rồi, cái sợi này 220 nha, sợi 49 này 220, sợi 48 là 190. Đó, nó lệch nhau được mấy chục ngàn. Rồi, bỏ qua. Rồi, tới số 50. 50. 50 thì nó có thêm cái gì đây? 50 thì nó có thêm một cái lưng êm anh em ha. Một cái lưng êm, một cái túi đựng đồ ha, đựng ốc vít kìm kéo, một cái này là một cái túi da này nữa để làm gì không biết nữa. Để dắt cái gì nữa đây, không biết. Ok. Đó, con này là 320 anh em nha. Sợi này 320, sợi này là sợi của Fuji Denko. Đó, anh em coi ha. Đó. Còn nhàm của nó đây, đang còn đẹp long lanh nha anh em nè. Vì bây giờ mình không có cái thời gian để mà mình nhảy đâu. Mình để mình giặt vũ rồi anh em à. Đó, dây của nó đây nha anh em nha. Đó, anh em lên ngoài móc vô. Ngoài móc vô, đứng dựa ra. Đó, vậy đó. Đeo vô, nhét dây vô. Đó. Êm ái ha, để làm việc. Cái miếng dựa này, cái chỗ này nó rách cái màu xanh này rồi nha, tí chỗ này. Đó, mình nói rõ anh em nha. Rồi, cái bộ này là cái sợi dây 50 này là 320 anh em nha. 320.000. Rồi. Rồi bây giờ cuối cùng 50 rồi, 52. 51, 52. Số 51 là một cái con ba lăng. 52 là một con ba lăng. Đó, 500 kg anh em nha. Đó, ai nào ủng hộ đi.
anh em nào chuyển khoản thì điện thoại sẽ bao ship luôn nha. Con này là con Tokyo nè, ok. Con này là con Kito này, made in Japan này, 500 kg nha. Đó, bảo hành luôn cho anh em ha. Hàng này ra test rất kỹ rồi nha anh em. Rồi còn cái phần mà dây tải của nó thì anh em yên tâm nha. Dây tải nó đây. Dây này là dây, dây này là dây kéo, còn dây này là dây tải. Dây của nó là dây 2,5 m nha anh em nha. Đó, dây tải của nó nè. Đó, xích tải đây. Em coi đi. Xích tải nè anh em nè. Đó. Hàng rất long lanh nha anh em nha. Kito made in Japan nha. Còn cái lực kéo của nó đây. Mình lật nó lên để mình kéo cho anh em nghe cái tiếng kêu của nó nè. Đó. Con này 1 triệu nha anh em nha. Con này 1 triệu. 500 kg anh em nha. Con này 1 triệu. Đó. Anh em chuyển khoản cho mình thì điện thoại bao ship nha. Hai con Kito này. Đó. Hàng lỗi trả lại tiền nha anh em nha. Anh em yên tâm chuyện đó. Ai. Rồi, tới cái con này là con không phải Kito. Nhưng mà nó là cái chữ Nhật không thôi anh em à. Anh em coi là cũng 1/2 tấn hả? 500 kg. Đó. Hàng này thì đang còn cấu hơn nữa nè. Con này 900 nha anh em nha. Con này 900. Con này nó nặng hơn con kia đó anh em à. Nhưng mà vì cái thương hiệu này nè, nó không có nổi tiếng bằng cái thương hiệu Kito. Thương hiệu này là thương hiệu của nước Nhật không biết, toàn là chữ Nhật không, mình không hiểu. Đó. Anh em coi nha. Con này cái xích tải của nó là to hơn của xích tải của thằng kia luôn, nên nó nặng ký hơn anh em à. Nặng ký lắm. Đó. Rất là êm ái mà nhẹ nhàng anh em nha. Bảo hành luôn cho anh em nha, anh em dùng nha. Rồi, con này 900 luôn anh em nha. Con này nó không nổi tiếng bằng con kia. Nặng ký hơn, nó cồ hơn. Đó, anh em coi nha, ba mặt của nó đây. 500 kg thôi anh em nha. 900. 900. Anh em chuyển khoản điện thoại bao ship luôn. Rồi, cuối cùng. Cuối cùng gửi đến anh Âu Thanh Hùng. Âu Thanh Hùng cái combo bốn cái đầu này nè, em lấy em tìm cho anh nè. Cái anh coi được nha, 440 bốn con nha anh em nha. Anh Hùng nha. Anh Âu Thanh Hùng đây, anh đang cần cái số số 24 nè, số 36 nè, số 38 nè, số 46 nè của anh nè. Cái con này là con lớn nhất nè. Bốn con này mà nó 1,9 kg rồi đó anh Hùng ơi. Rồi. 440 anh Hùng nha. 1,9 kg luôn nha. Hàng của Nhật nó nặng như vậy đó anh Hùng ơi. Đó. Con này là con toner anh em ha, số 46 nè anh Hùng nè. Con toner SMC nè, hàng này hàng không bán nè. Đó anh Hùng coi. Đó, 46 của anh nè. 38 của anh nè. 38 của anh nè, 38 mm nè, là Burato gì đâu, Milo gì không biết nữa. Số 38 của anh này ha. 1,9 kg bốn con nha. Con này là con 30. Quên, con này là con 38, con này là con 36. Chết cha tôi rồi. Ủa. Chết rồi, anh Hùng ơi lộn mất à. Em lấy số 36 mà tại sao nó thành 38 anh Hùng ơi, chết cha rồi. 38 luôn rồi, hai con 38 rồi. Để em tìm lại cái con 36 nha. Đó, lấy bốn con cho anh đó. Đó. Con này là cái con của Đức này, made in Germany này. Đó. Con này con của Đức này, đó. Còn con này là con số 24 nè. Bốn con là 440 anh Hùng nha. Rồi, anh lướt qua đây rồi em gửi hàng cho anh. Rồi, Điện Thái xin cảm ơn chào tất cả mọi người. Tất cả đã tổng cộng nó là tới 52 số ha. 52 số, còn lại những cái Molex 600 mm đó. Mitsubishi và MCC thì anh nào cần thì cứ alo cho Đình Thái gửi hàng riêng ha, gửi hình Zalo riêng. 500 một con, 520 con, Mitsubishi 520. Đó, Đình Thái xin cảm ơn. Mong rằng là các anh ủng hộ, cân nhắc rồi ủng hộ giúp cho Đình Thái. Rồi cảm ơn thật nhiều. Đình Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Đã hơn một tiếng đó anh em ạ. Tối nay có đá banh rồi, không biết có anh nào vô để coi để mà ủng hộ không biết nữa. Rồi, Đình Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.